Đây là một món đồ mà hầu như mọi trẻ em miền Bắc ở thập niên 60-70 đều có thể tự làm. Rất khó, rất khó. Vâng, miền Bắc. Một phút bắt đầu. Hỏi đi ạ. Cái đồ vật của tụi con nít, đồ vật của tụi con nít mà thời chiến tranh. Đồ chơi hả? Không phải đồ chơi. Đồ vật mà hữu dụng cho con người của các em ở thời chiến tranh. Khăn quàng đỏ. Không, thời chiến tranh mình phải bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái đầu. Đúng rồi, thì cái đầu nó có cái gì để bảo vệ? Có cái nón. Đúng rồi. Nón cối, nón bộ đội. Không. Ủa không hả? Con nít mà đội nón bộ đội gì? Đúng rồi, bà con nít mà đâu có làm được cái đó đó. Đúng không? Rồi, nón gì? Bằng thật sự ra thì liên quan coi phim này thì như là làm bằng rơm đúng không? Vậy là nón gì? Là nón rơm. Yeah. Nón được bệnh bằng rơm. Nón rơm, nón rơm. Vâng. Thôi thì tôi cũng không trừ điểm hay gì đâu, không quá khắt khe đâu. Nhưng mà thực ra người hỏi phải là Lê Quang chứ không phải là Hồng Vân. Cuối cùng là Hồng Vân được cái chất vấn. Lỗi hỏi trẻ con. Lỗi tuồn. Em xin lỗi anh, em bệnh nghề nghiệp. Anh biết tại sao không? Tại vì anh Quang á, chỉ có coi qua phim ảnh thôi. Đúng rồi. Thành ra là em phải mớm mồi. Mình đội trưởng mà anh, mình đội trưởng mà. Cho nên đúng là rồi, đó, đúng, đúng rồi. Không anh? Vâng. Lỗi hỏi đúng chính xác. Không mà lúc nãy là anh Sam hỏi là Quang hỏi mình chưa hỏi rồi đây hỏi chưa trời ơi cháu gì kỳ đúng không đây để anh hỏi anh nào làng ta có công cắm bàn lớp nào chống hạnh phúc mẹ miền cầu chưa nào bắt sâu lúa cao rát mặt chưa nào anh quân quang trẻ con hồi chiến tranh chúng tôi là thế này này. Những đứa trẻ bao giờ đứa nào cũng phải có một cái mũ rơm đội ở trên đầu. Cái mũ rơm này là ai trẻ con đứa nào cũng biết Tết. Nói về cái hữu dụng của cái này ấy thì là để phòng tránh mảnh bom nhỏ hoặc là bom bi, những cái hạt bi nhỏ thôi. Chứ còn nếu mà những mảnh to thì cũng không thể tránh được đúng không ạ? Thế nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì có cái mũ rơm đội trên đầu thì trẻ con cảm thấy yên tâm hơn. Và đấy, chơi vô tư hơn. Và đôi khi ấy, kể cả là ở trên kia là xa xa có lệnh sơ báo phòng không là chúng tôi vẫn cứ chơi thế này. Bao giờ lệnh báo động phòng không lúc đấy tất cả cùng chạy và chui vào hầm. Cảm ơn các bé rất nhiều. Và cho chú mượn những cái mũ này được không? Rồi, cảm ơn các con rất nhiều. Vâng. Những cái mũ này thì chính ra mũ rơm nó phải chặt chẽ hơn nữa. Nó phải dày hơn. Yeah. Và nó phải dày hơn và nó phải cái chặt hơn. Vâng. Nó dày rơm hơn. Phải không? Cái có chia đang gái chúng ta. Thời trang, rất là thời trang á Thanh Duy ơi. Thời trang ơi Dũng. Thời trang. Bây giờ chồng thế này thời trang cho mình lưu niệm đi. Đó. Cái con gái thì đông mạnh hơn. Đẹp mà. Anh đứng qua đây, anh đứng qua đây. Lê Quang đứng qua đây, đứng tất cả mọi người chung. Lê Quang. Rồi, cảm ơn mọi người. Đó là những chiếc mũ rơm. Ở trong này gọi là nón rơm đúng không? Dạ, nón rơm. Chúng tôi muốn chia sẻ một chút về cái thời không thể nào quên này. Những năm tháng đó thì ở ngoài Bắc ấy, bọn tôi đi học. Hồi đó thì là học trẻ con là phải đi học sơ tán. Chúng tôi đi sơ tán thì học vào lúc 3 giờ sáng. Bởi vì là cứ 6 giờ sáng trở đi là nguy hiểm rồi. Là máy bay có thể đến bất kỳ lúc nào và đánh bom bất kỳ lúc nào. Tôi có nhớ một cái kỷ niệm mà khi tôi học lớp 2 thì trường tôi ấy, khi đấy thì tất cả các lớp đều phải đào những cái đường giao thông hào vào tận lớp. Cái đường giao thông hào đấy nó chạy từ trong lớp, nó chạy ra rất xa để mà vào cái nơi trú ẩn. Thế thì khi mà có lệnh báo động một cái, cả cô giáo, cả học sinh phải tụt xuống cái đường đấy và chạy theo cái đường đấy đi ra trú ẩn ở chỗ khác. Thì trường tôi là có một lần là bị máy bay nó thả bom đúng trường. Tất cả không ai hình dung được đâu. Tôi là cái người mà nhìn thấy quả bom nó rơi, rõ ràng nó rơi vào đầu mình, nó cứ to dần thế này. Và lúc đấy một cái phản xạ tự nhiên của con người thôi, tôi lao cắm đầu vào một cái cột rơm ở bên cạnh và không biết gì nữa. Đến lúc mình tỉnh dậy một cái thì mình thấy là mình đang được một anh thanh niên xung phong vác trên vai. Hóa ra là tôi bị cái tiếng nổ làm mình bị bất tỉnh đi.
Và cái trận đấy thì cô giáo của tôi, cô tên là cô giáo Nhiên, cô bị cụt chân. Và cũng cái trận đấy khi tôi đi về thì gặp một thằng bạn nối cố của mình, thấy nó khóc và hỏi sao thì hóa ra bố của nó là dân quân tự vệ thôi, ở một cái ụ súng 12 ly 7 thôi, súng rất là súng gọi là tầm thấp, thì là máy bay Mỹ nó thả bom giữa cái ổ súng đấy và toàn bộ tiểu đội đấy hy sinh. Thì một cái khoảng thời gian nó kinh khủng lắm. Con người Việt Nam khi đó chỉ làm sao có thể sống sót được qua chiến tranh thôi. Đó, vâng. Thì mới thấy rằng là tại sao bây giờ mình vẫn sống được. Nó có một cái điều gì đó mà rất là khó lý giải. Vâng. Và đôi khi con người ta không hiểu làm sao mình có thể vượt qua được những cái thời khắc như thế. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại tôi cảm thấy rùng mình. Có nhiều người lãng xẹt, mất cả một cuộc đời luôn. Và có rất nhiều người bị bom nó đánh đến như thế mà bằng cách nào đấy vẫn cứ sống được. Thì mới thấy rằng là cái giá trị của cuộc sống này ấy, cái giá của nó ấy, đôi khi nó rất là đắt và đôi khi nó cũng rất là rẻ. Và nói tóm lại, chúng ta không xác định được đâu là giá thực của cuộc đời. Một cái câu mà tôi thấy rằng nó đúng trong mọi trường hợp: cuộc đời này là vô giá. Và chúng ta hãy yêu cái cuộc đời này, trân trọng cái cuộc đời này. Dạ, em là sinh năm 79. Khi mà anh nói thì làm em nhớ đến những cái câu chuyện của cái khu mình sống thôi. Bởi vì em có một người bác ở khu đấy là khu Kim Liên. Trận 12 ngày đêm là bị quần nát. Nhà em thì lại ở nhà máy điện Yên Phụ. Thời đấy năm 1972. Nhà máy điện Yên Phụ cũng là một điểm mà bị đánh lên đánh xuống. Vâng, cũng bị đánh lên xuống. Và trong những cái ký ức của em là luôn nghe được những câu chuyện đó của các cô, các bác thời đấy ở cái khu đó họ kể lại. Đó là những cái trận mà có những gia đình là mất hết cả gia đình. Có những cái đêm mà thức trắng để mà vừa chạy vừa bắn máy bay B-52 của Mỹ. Đúng là mình sinh năm 79, không trực tiếp trải qua những giai đoạn kinh khủng đấy, nhưng mà trong ký ức của em thì nó giống như nó hiển diện rất là rõ ràng, bởi vì những người sống xung quanh mình đều đã trải qua những cái ký ức đau buồn đó. Đúng rồi. Em nói này tí nè anh Sâm. Cái thời đó, lúc đó là em còn nhỏ lắm. Em còn nhớ hoài mẹ em kể cho em nghe một cái câu chuyện mà lúc đó là đêm khi mà trốn máy bay á. Thì lúc đó mẹ em đang ở Khâm Thiên. Thì lúc em nhỏ xíu mẹ còn đang bế trên tay cơ, còn ủ trong gọi là khăn á anh. Thì lúc đó là khi mà nghe tiếng báo động á, là toàn thành phố là cúp điện hết. Bà phải chạy, mẹ ôm em chạy thì là bắt đầu mẹ bị trượt chân á, ở cái gác gỗ á, trượt xuống thì là mẹ đánh rơi em á, đánh rơi em mà lăn xuống. Thế mà khi mà mẹ em đi xuống á, thì là không có một cái tiếng khóc gì cả, thì coi như mẹ em nắm chắc là thôi con này chết rồi. Thế là mẹ em ý, ôm em mở ra, em vẫn ngủ anh à. Em vẫn ngủ đó anh ơi. Thì em mới nghĩ á, tại vì như thế này, tức là ký ức mọi người kể rất là nhiều. Thời khắc khổ có. Hồi lúc đói á, anh nhớ không, là ăn bo bo rồi ăn bột mì, ăn tùm lum hết. Mà em thề với anh, bây giờ khi mà tham gia chương trình Cái Vui Vẻ này thì em mới thấy là mẹ em đúng là vĩ đại. Thực sự em không hề biết khổ là gì luôn. Từ ăn bo bo hay ăn bột mì, không bao giờ mình phải bị trong đầu mình là ui mình ngán ngược cái bột mì hay mình ngán ngược cái bo bo. Mẹ em chế biến đủ thứ để cho con ăn, để mà con có thể ăn mà thích thú thì mới được nảy nở như bây giờ. Em cũng chỉ muốn là thông qua chương trình này á. I love you mommy. Đúng rồi. Em cảm ơn mẹ. Vâng. Nghe những cái chia sẻ của ông Vân thì tôi mới lại càng thấy thích thú cái chương trình này. Là bởi vì đấy, có những cái ký ức mà nó không phải vui vẻ gì, nhưng mà nó lại tạo cho tất cả chúng ta. Tôi tin là Hồng Vân thì trực tiếp ngồi đây, nhưng mà khán giả xem truyền hình, nhiều bạn không được trải qua cái quãng thời gian đấy, và cũng phải
ít nhất cũng phải cảm ơn là mình đã không phải trải qua những cái quãng thời gian ghê gớm đến như thế. Có những người cha người mẹ mà đã bảo vệ mình, nuôi nấng mình thì cảm thấy là cha mẹ mình vĩ đại quá. Và tất cả những cái đó nó là ý nghĩa của mọi cái ký ức, thưa quý vị. Có một cái câu tôi rất thích thế này: người ta không bao giờ người ta nói là ngày mai tốt hơn hôm nay. Người ta nói là gì? Ngày mai tốt hơn ngày hôm qua. Là bởi vì những gì hôm nay chúng ta đang sống, cho dù là nó tốt hay nó không tốt, chúng ta đang sống. Còn cái điều ước của chúng ta ấy, là ngày mai nó tốt hơn ngày hôm qua, chứ không phải là ngày mai tốt hơn ngày hôm nay. Bởi vì tôi đã sống hết ngày hôm nay đâu mà tôi biết là ngày hôm nay tốt hay không tốt. Thì cái điều đấy là điều mà tôi cũng rất muốn gửi gắm tới tất cả quý vị khán giả qua chương trình này.